với tỷ số là 2-1. Như vậy là đội bóng La Phong, La Hùng và La Thắng đều có 3 điểm ở bảng B, một bảng đấu tử thần, và các đội chỉ hơn nhau ở những chỉ số phụ mà thôi. Bước vào trận đấu này thì La Phong vẫn trong áo trang phục áo hồng quần đen, và gồm các cầu thủ mang áo số 21 Thành Long, thủ môn mang áo số 1 Đức Duy, số 2 Văn Dương, số 10 Đức Quang và cầu thủ mang áo số 99 Văn Chiến. Và đội bóng La Quyết chấn giữ khung thành ở khu vực phía bắc trong trang phục áo trắng quần đen, với trong khung thành đó là thủ môn mang áo số 6 Minh Nhật, các cầu thủ mang áo số 5 Minh Tâm, số 10 Minh Chiến mang băng đội trưởng, số 16 Minh Hiển và cầu thủ mang áo số 22 là Tuấn Kiệt. Vâng, và bước vào trận đấu bán kết này, đội bóng La Quyết với tư cách là đội nhất bảng A. Tuy nhiên với đội bóng La Quyết thì với bảng đấu của mình thì có phần đội bóng La Quyết đã vượt qua một cách dễ dàng, khi những đối thủ như Đường Thánh hay La Tiến đều không phải là đối thủ của một ứng cử viên cho chức vô địch. Và chắc chắn ngày hôm nay La Phong sẽ là một đối thủ thực thụ đối với đội bóng La Quyết. Và như chúng tôi cũng đã bình luận ở các trận đấu trước thì đội bóng La Quyết là đội bóng có rất nhiều các cầu thủ sinh năm 2011. Vâng, và như vậy đội bóng La Phong được thực hiện một tình huống đá phạt ngay ở khu vực vòng tròn trung tâm. Tình huống đá phạt khá nguy hiểm của Duy Quang, và ngay sau đó đã có một tình huống dứt điểm của Hoàng Dương. Vâng, đội hình của La Phong lúc này cũng đang khá chất lượng. Đây cũng không khác nào một trận chung kết sớm vậy. Đội bóng La Phong cũng sở hữu những cầu thủ chất lượng trong đội hình của mình, còn trong dàn cầu thủ của mình thì đội bóng La Phong đang có 3 cầu thủ sinh năm 2011 và 2 cầu thủ sinh năm 2012. Mặc dù mới học lớp 7 nhưng những cái tên như Văn Chiến hay Hoàng Dương đều là những cầu thủ rất chất lượng bên phía đội bóng áo hồng. Vậy đã có một tình huống phạm lỗi của Thành Long. Trọng tài Quốc Trung đã dành một chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 21. Và trong trận đấu trước một đối thủ mạnh đó là La Hùng thì Thành Long cũng đã có được 2 bàn thắng. Và đó là 2 bàn thắng rất quan trọng giúp cho đội bóng La Phong đã xoay ngược tình thế. Vừa rồi thì bóng đã tìm tới cột dọc khung thành của thủ môn Đức Duy. Đó là tình huống dứt điểm của một trong những cầu thủ hay nhất bên phía đội bóng La Quyết, đó là Minh Chiến. Đội bóng La Quyết đang là đội bóng có hiệu suất ghi bàn cao nhất. Đội bóng La Quyết đã ghi tới 12 bàn thắng và đã có tới 8 cầu thủ bên phía đội bóng La Quyết đã ghi bàn. Vâng, và kết thúc 6 trận đấu của vòng bảng thì đã có tới 35 bàn thắng được ghi. Như vậy là hiệu số là khoảng gần 6 bàn một trận, một hiệu suất rất lớn. Và trong đó đã có một cầu thủ đang ghi tới 5 bàn thắng, đó là cầu thủ Thành Tài mang áo số 9 bên phía đội bóng La Thắng. Còn lại thì các cầu thủ thì chủ yếu mới chỉ ghi 2 bàn hoặc 1 bàn mà thôi. Vâng, và chắc chắn bước đến những vòng đấu loại trực tiếp như vòng bán kết và chung kết thì có lẽ hiệu suất bàn thắng là
sẽ giảm, bởi đây là những trận đấu có tính chất rất quan trọng. Và chắc chắn là ngoài nhiệm vụ tấn công thì cả hai đội bóng, cả các đội bóng sẽ rất đề cao tính chặt chẽ. Trận đấu có tỷ số đậm nhất tới thời điểm hiện tại và trong vòng bảng đó là trận đấu mà La Quyết thắng 8-0, nhưng vừa rồi thì lưới của thủ môn Đức Duy đã rung lên. Như vậy đội bóng La Phong đã có được một bàn thắng quý giá. Như vậy đó tình huống phát bóng của Minh Chiến. Và thắng rất quý giá của Minh Chiến. Anh Tùng ơi, buộc lại cái lưới hộ Phan. Kiếm bừa cái dây nào, dây đeo cổ đi. Dây đeo cổ đi. Cái dây đeo cổ ơi, cái tạm dây đeo cổ ơi, dây huấn luyện viên ấy. Như vậy là bàn thắng của cầu thủ Văn Chiến được ghi ở phút thi đấu chính thức thứ 6. Và chắc chắn là sau bàn thắng này thì sức hấp dẫn của trận đấu là nâng lên. Chắc chắn là La Quyết sẽ không dừng lại. Không có dây. Kiếm cái dây này ra dây. Đây mất đi đâu rồi. Đây thích này, đây thích này. Chắc rồi. Anh chạy ra. Kéo phát cắn đất được không? Cái bàn này rung vãi chở. Đất càng rung hơn. Đất nó không, cái bàn này chạm nhẹ cái bàn nó rung. Một thằng giữa hai góc của Việt Nam này nó rất là rung. Góc 1 nó không nhìn thấy bóng ấy. Góc 1 nó không quay được bóng. Em kém nó không quay được. Cái chân thấy hơi nó rung bỏ. Rút ra cắt đi rút ra. Anh cứ giữ tạm đi. Mời quý vị và các bạn đang được theo dõi trận thi đấu bán kết 1 của giải bóng đá thanh niên thiếu niên Nhi Đồng thôn La Xuyên. Bàn thắng thứ hai, một cục diện rất bất ngờ. Vâng, như vậy trọng tài Quốc Trung đã xác định có một tình huống phạm lỗi, có lẽ chúng tôi sẽ tham khảo công nghệ video trong trường hợp này. Xin mời trọng tài Quốc Trung hãy dừng trận đấu để chúng tôi sẽ tham khảo. Chưa đến với đội bóng La Phong, tuy nhiên La Phong vẫn đang có một lợi thế. Và mặc dù chưa có bàn thắng nhưng chắc chắn đó cũng sẽ là một niềm động viên tinh thần rất lớn dành cho Hoàng Dương cũng như là đội bóng La Phong. Vâng, như theo quan sát của chúng tôi, mặc dù thủ môn Đức Duy trong trận thi đấu đầu tiên trước La Thắng đã để lọt lưới tới 5 bàn, nhưng Đức Duy trong những trận đấu gần đây càng thi đấu càng hay. Và các cầu thủ của chúng ta cũng vậy, bắt kịp với giải đấu của chúng ta rất nhanh. Rồi có lẽ là đó là
tình huống xử lý bóng không thực sự chắc chắn của Tuấn Kiệt. Đây là Minh Tâm. Minh Chiến. Đây là Tuấn Kiệt. Và như vậy sau tình huống này, đội bóng La Quyết sẽ có sự thay đổi người và cầu thủ Tuấn Kiệt số 22 sẽ rời sân. Và vào sân là cầu thủ mang áo số 9 Xuân Thắng. Và có lẽ sau những thời gian thi đấu không hiệu quả của Tuấn Kiệt thì ban luyện bên phía bóng La Quyết đã quyết định thay Xuân Thắng vào. Xuân Thắng cũng đã từng có hai bàn thắng trong trận thi đấu khai mạc. Và có lẽ đội bóng La Quyết đang tiếp tục đặt vào sự may mắn của Xuân Thắng. Và chắc chắn trong trận đấu này sẽ còn nhiều hơn nữa những tình huống phát bóng của Minh Chiến. Bóng vẫn trong cuộc. Đây là Hoàng Dương. Đụng đá biên của bóng La Quyết. Tự nhiên dòng bóng hay thế. Và đây là phút thi đấu chính thức thứ 13 của hiệp 1. La Phong đang dẫn trước La Quyết với tỷ số 1-0. Thời gian còn lại là rất dài và chắc chắn là sẽ còn rất nhiều cơ hội dành cho đội bóng La Quyết. Liên tục là những tình huống phát bóng của Minh Chiến. Phản công dành cho đội bóng La Phong. Chân này cái hình tay giữ. Nó lăng. Càng dài nó càng lăng. Mục tiêu là vàng. Nhưng cái tướng ngân nhỉ. Tình huống đá biên của Minh Tâm. Có lẽ vừa rồi thì Xuân Thắng đã bất ngờ với tình huống đá phạt góc của Minh Tâm. Vâng, và chúng tôi vẫn muốn nhắc lại những trận đấu rất kịch tính trong khuôn khổ bảng B nơi có sự xuất hiện của đội bóng La Phong. Chúng ta cũng đã biết ba đội bóng rất mạnh đó là La Phong, La Thắng và La Hùng đã cùng nằm trong bảng B và cả ba đội đều có được một chiến thắng. Thậm chí hiệu số bàn thắng bại đều bằng nhau. Cùng có 3 điểm, cùng có hiệu số bàn thắng bại là 0. Tuy nhiên trên bảng xếp hạng thì đội bóng La Thắng và La Phong đều ghi được tổng số bàn thắng đó là 6. Đó là tiêu chí ban tổ chức thì chúng tôi đã ban hành điều lệ ngay từ khi giải diễn ra.
Và trong bảng B thì khi đội bóng La Thắng và La Phong đều có tổng số bàn thắng là 6 thì chúng tôi xét đến đối đầu trực tiếp. Thì đội bóng La Phong đã để thua đội bóng La Thắng trong loạt trận đầu tiên. Cho nên bảng đấu này các đội bóng chỉ hơn nhau về chỉ số phụ mà thôi. Như vậy có lẽ bóng đã chạm tay của Minh Chiến. Và chúng tôi sẽ xem lại tình huống này. Vâng, như vậy sau khi tham khảo công nghệ video thì chúng tôi đã xác định bóng đã chạm tay của Văn Chiến. Và ở trong vòng cấm địa, như vậy sẽ có một tình huống đá phạt penalty dành cho đội bóng La Quyết và một cơ hội rất lớn để Minh Hiển có thể san bằng. Cách biệt như vậy là tỷ số đã được san bằng một đều. Và người ghi bàn đó là cầu thủ đội trưởng Minh Chiến. Như vậy là trận đấu của chúng ta đã trở về với vạch xuất phát. Bàn thắng của Minh Chiến được thực hiện ở phút thi đấu thứ 18 của hiệp 1. Anh Trung đứng bên kia thì dễ quan sát video hơn anh Trung ạ. Trung ơi, Trung ơi. Anh Trung ơi, anh đứng bên kia thì dễ quan sát video hơn. Đỡ che. Đuổi anh Trung đi. Còn như vậy hiệp 1 là một hiệp thi đấu rất hấp dẫn khi cả hai đội bóng đã mỗi đội đã có được một bàn thắng. Đây là Di Quang. Anh ơi, mình đứng thấp lại trong quay được không? Thì đưa anh cho xem chiều ngang cho nó dễ. Không to cho to. Không. Anh quay ngang máy rồi. Vâng, như vậy bóng đã chạm tay của Xuân Thắng trong tình huống vừa rồi. Tình huống phát bóng của có ý đồ của Thành Long. Rồi nếu như có một tình huống chạm đầu của cầu thủ mang áo số 10 Duy Quang thì cũng không biết đâu mà lần. Minh Chiến. Vâng, đó là tình huống dứt điểm của Minh Hiển. Và cũng rất may cho đội bóng La Phong. Vừa rồi thì đã có tình huống can thiệp của Văn Chiến. Có tình huống đá phạt góc dành cho đội bóng La Quyết. Và đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Tỷ số đang là 1 đều. Vừa rồi làm tình huống thi đấu kinh nghiệm của Thành Long. Và như vậy hiệp 1 của chúng ta sẽ có 3 phút bù giờ. Vâng, và đối với những trận thi đấu bán kết, nếu như trong 40 phút thi đấu chính thức mà có kết quả hòa thì các đội sẽ bước vào những loạt sút luân lưu. Và sẽ có 5 cầu thủ thực hiện. Nếu trong trường hợp đá luôn lưu 5 lượt mà vẫn có kết quả hòa thì chúng ta cũng sẽ vẫn áp dụng theo luật mà thường thấy trên luật của FIFA, đó là sẽ đá luân lưu từng quả một. Nếu như đội bóng nào có kết quả thắng thì đó là kết quả cuối cùng của trận đấu. Minh Chiến và cầu thủ Văn Chiến, hai cầu thủ tên Chiến của cả hai đội đang có những tình huống giao bóng, phát bóng khá nguy hiểm. Có lẽ đó là tình huống không chế bóng lỗi của cầu thủ mang áo số 9 Xuân Thắng.
Nào, ai thanh niên này. Anh Trung ơi, đứng dịch ra anh Trung ơi. Trung đẹp trai ở đây rồi, ok. Chẳng hay quá. Chết rồi, chạy lên. Hai cái góc kia đấy. Trên đi nhau lên một chút. Lao lên. Không thể nào. Đấy. Chứ đổi. Nhìn lên nào. Nhìn lên nào. Nhìn vào một bảng. Vậy đã có cơ hội dành cho La Phong. Và đã có một sự ra vào hợp lý của thủ môn Minh Nhật vừa rồi, cũng là có một tình huống thực hiện đá biên nhanh của các thủ hồng. Đi về làm rồi. Như vậy với việc Minh Chiến có 2 bàn thắng trong hiệp 1 trận bán kết này, thì lúc này số bàn thắng ghi được của em trong giải đấu này đó là con số 4. Lúc này thì Minh Chiến cũng chỉ cách Thành Tài có 1 bàn nữa thôi. Vâng, và đó là góc độ cá nhân. Còn những bàn thắng trong trận thi đấu bán kết của Minh Chiến đang rất quan trọng. Như vậy trọng tài Quốc Trung đã nổi còi chấm dứt. Bóng La Phong đã có sự thay đổi người. Như vậy Văn Hoàng Dương rời sân và cầu thủ Anh Sơn đã vào sân. Vâng, trước một đội bóng được đánh giá mạnh là La Quyết thì đội bóng La Phong ở hiệp 1 đã gây ra rất nhiều khó khăn. Thậm chí theo đánh giá của chúng tôi thì thế trận của La Phong có phần nhỉnh hơn. Thậm chí họ đã 2 lần đã đưa bóng được vào lưới của thủ môn Nhật Minh. Nhưng chỉ một bàn thắng được công nhận. Đây là Xuân Thắng. Có lẽ Xuân Thắng đã hơi chậm trong tình huống rồi và đã để cho Thành Long kịp thời lùi về. Như vậy trọng tài Quốc Trung yêu cầu đội bóng La Phong thực hiện lại tình đá biên. Có lẽ một tình huống chủ động phối hợp của thủ môn Đức Minh Nhật và cầu thủ Minh Tâm. Và cũng rất may trong tình huống vừa rồi thì hàng phòng ngự bên phía đội bóng La Quyết đã kịp sửa sai. Duy Quang đã rất nhanh nhẹn trong tình huống vừa rồi và cũng rất may đã có một sự bọc lót của Văn Công, một cầu thủ đã vào sân thay người bất đắc dĩ dành cho Minh Chiến. Tuy nhiên Văn Công cũng là một cầu thủ rất chất lượng bên phía đội bóng La Quyết. Cầu thủ cũng là một cầu thủ sinh năm 2011. Sẽ có tiếng đá biên dành cho đội bóng La Phong bên phía anh Lang cánh trái theo hướng tấn công của đội bóng áo hồng.
Vâng, như vậy có tướng đá tự tăng tư dành cho Duy Quang. Vâng, vừa rồi thì theo như chúng tôi quan sát lại thì bóng đã có bóng đã chạm tay. Và thậm chí tay cũng đã rất cách xa thân. Và như vậy tỷ số của trận đấu lại được nâng lên 2-1 dành cho La Phong. Như vậy là bàn thắng của Duy Quang được thực hiện ở phút thi đấu thứ 8 của hiệp 2. Vừa rồi đã có tình huống dứt điểm rất nhanh của Thành Long. Vâng, và ban tổ chức tôi xin đề nghị anh thanh niên bên phía La Quyết sẽ có nhiệm vụ sẽ thu hồi bóng giúp ban tổ chức. Và như vậy là thời gian dành cho đội bóng La Quyết là vẫn còn rất nhiều. Nếu như nỗ lực và có thêm sự may mắn thì đội bóng La Quyết vẫn có thể nuôi hy vọng ít nhất sẽ là hoàn hy vọng sẽ có được bàn thắng gỡ hòa. Và ngày hôm nay thì thủ môn của đội bóng La Phong đó là Đức Duy cũng chơi rất hay. Ngoại trừ bàn thua từ tình huống đá phạt penalty của cầu thủ Minh Chiến thì đội bóng Đức Duy đã chơi một cách tròn vai trong đến thời điểm hiện tại của trận thi đấu bán kết 1. Có lẽ với những tình huống uy hiếp của đội bóng La Quyết thì rất cần thiết đến với những tình huống phá bóng như vừa rồi. Cũng là một tình huống phá bóng đem lại những sự tinh thần, sự hưng phấn dành cho đội bóng áo hồng. Xuân Chiến. Như vậy vừa rồi là cầu thủ Xuân Thắng. Phản công dành cho La Quyết. Đây là Thành Long. Đây là Văn Sơn. Vâng, và như vậy sau tình huống này sẽ có sự thay đổi người bên phía đội bóng La Quyết. Như vậy Minh Chiến sẽ trở lại sân và người nhường vị trí đó là cầu thủ Minh Hiển. Có tình huống bóng đá rồi chúng sang ngang khung thành của thủ môn Minh Nhật và sau đó đã có tình huống dứt điểm của cầu thủ Anh Sơn. Bàn thắng cơ hòa vẫn chưa đến. Như vậy là bàn thắng thứ 3 vẫn chưa đến với đội bóng La Phong. Ngay sau khi chúng ta đã gặp thì
Duy Quang. Duy Quang đã có được cú đúp trong trận đấu này và là bàn thắng thứ 3 của đội bóng La Phong. Lúc này cách biệt đang là 2 bàn. Như vậy cánh cửa bước vào trận chung kết đang mở ra rất rộng với cầu thủ La Phong. Người nhìn là cứ thấy trong cái bảng kia La Quyết gặp toàn yếu, thắng nhiều nhưng mà sang gặp các bạn đá bằng bằng theo đá được cũng kiểu vậy, đang ngủ quên chiến thắng. Đá trong một bảng thắng còn dã quá thì đang ngủ quên chiến thắng. Vâng, một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin được nhờ tới các anh thanh niên đội bóng La Quyết có nhiệm vụ thu hồi bóng giúp ban tổ chức. Vâng, như vậy đội bóng La Quyết đang triển khai rất nhanh. Hôm nay đã là phút thi đấu chính thức thứ 14. Vâng, có lẽ với việc đội bóng La Phong ở một bảng đấu rất nhiều các đội bóng mạnh, điều đó có cái khó và cũng có cái dễ. Với việc gặp những đội bóng mạnh cho nên La Phong cũng đã được tôi luyện và cũng đã trải qua rất nhiều sức ép trước những đội bóng mạnh như La Thắng và La Hùng. Trong khi đó đội bóng La Quyết cũng được đánh giá mạnh nhưng ở trong vòng bảng họ mới chỉ gặp những đội bóng như Đường Thánh hay La Tiến, với những đội bóng có những cầu thủ trẻ và nhỏ con. Thì ngày hôm nay La Phong thực sự là một thử thách cực lớn dành cho đội bóng La Quyết. Đã có những dự đoán trước khi trận thi đấu bán kết một này diễn ra. Thậm chí những đánh giá lại nghiêng về phía đội bóng La Quyết khi họ đã có rất nhiều bàn thắng ở vòng bảng. Tình huống che người hợp lý của cầu thủ Anh Sơn. Như vậy trên sân của đội bóng La Phong lúc này có hai cầu thủ là những người anh em ruột. Đó chính là Văn Sơn và Văn Chiến. Vâng, và sau trận thi đấu bán kết 1 sẽ là bán kết 2 giữa đội bóng nhất bảng A đó là La Thắng và đội bóng nhì bảng B đó là đội bóng La Tiến. Và giải đấu năm nay của chúng ta đã có một sự chia tay rất đáng tiếc đối với đội bóng Nhi Đồng La Hùng. Và cũng rất nhiều các anh trong ban tổ chức chúng tôi nhận định rằng những vòng thi đấu bán kết chung kết năm nay thiếu đội bóng La Hùng, chúng tôi cảm thấy thiếu đi một phần của giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng. Bao giờ cũng vậy, những trận đấu có La Hùng luôn đem lại rất nhiều cảm xúc. Và sự chia tay của La Hùng ngày qua là một sự đáng tiếc. Như vậy bàn thắng săn bằng tỷ số trong khoảng 2-3 đã được thực hiện bởi cái tên Minh Chiến. Cơ hội lại được nhen nhóm với các cầu thủ áo trắng. Như vậy là Minh Chiến vẫn là một cầu thủ rất quan trọng bên phía đội bóng La Quyết. Lúc này em đã có được 5 bàn thắng. Số bàn thắng đã bằng với cầu thủ Thành Tài bên phía đội bóng La Thắng. Và trong giải đấu năm nay chúng tôi cũng sẽ, ngoài những danh hiệu của tập thể thì chúng tôi cũng sẽ trao cho những danh hiệu như thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất. Và đó chắc chắn sẽ là một niềm cổ vũ động viên tinh thần cho những nỗ lực cố gắng của các cầu thủ của chúng ta. Bàn thắng của Minh Chiến được ghi ở phút thi đấu chính thức thứ 16. Như vậy thời gian dành cho La Quyết là vẫn còn. Thank you.
Vậy có lẽ đã có tình huống phạm lỗi đối với thủ môn của Văn Công. Sẽ có một tình huống đá phạt lên dành cho đội bóng La Phong. Vừa rồi đã có tình huống bóng đã chạm đầu của Duy Quang. Bóng đã đi vọt xa, như vậy sẽ có tình huống phát bóng lên dành cho đội bóng La Quyết. Vâng, như vậy là hiệp thi đấu thứ hai thì anh Sơn đã vào sân thay cho vị trí của Hoàng Dương. Tình huống đặc biệt của Minh Tâm. Thành Long phát bóng rất mạnh. Tuy nhiên chúng ta cũng so sánh với những giải đấu trước kia, những tình huống phát bóng rất hay thành bàn đối với những vị trí của thủ môn hoặc hậu vệ. Có một tình huống đá phạt góc dành cho đội bóng La Quyết. Như vậy La Quyết chắc cần phải triển khai rất khẩn trương, bởi lúc này tỷ số của trận đấu đang là rất sát nút. Có lẽ nhiệm vụ phòng ngự chắc chắn đó là nhiệm vụ quan trọng lúc này của đội bóng La Phong. Đây cũng là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Bóng vẫn trong cuộc. Rồi đó là những va chạm của Xuân Thắng và Minh Chiến. Như vậy trọng tài Quốc Trung xác định sẽ có 4 phút bù giờ, 4 phút cho những nỗ lực của đội bóng La Quyết. Có lẽ La Quyết sẽ phải dồn tất cả những tinh túy của mình ở những phút thi đấu còn lại. Và như vậy La Quyết sẽ có sự thay đổi người, cầu thủ Văn Công rời sân và Chiến Thắng sẽ vào sân. Vâng, như vậy với việc thay người không đúng luật trong tiếng rồi thì cầu thủ Chiến Thắng đã nhận một chiếc thẻ vàng. Vâng, và với La Phong và La Quyết, đội bóng nào bước vào vòng chung kết thì đều cũng là những đội bóng xứng đáng. Hôm nay thì đội bóng bước vào trận chung kết trận cuối cùng là một đội bóng sẽ là đội bóng may mắn hơn. Ngồi xuống quay anh ơi. Bóng vẫn trong cuộc, vẫn đang lập bập trước khung thành của thủ môn Minh Nhật. Vào,
thôi rồi. Vậy cơ hội sẽ vẫn dành cho Duy Quang. Có tình huống đá biên dành cho đội bóng áo không? Trận chung kết có lẽ chỉ cách là phòng vài phút nữa mà thôi. Vào rồi thì có lẽ bóng đá chạm tay đối với thủ môn Minh Nhật sẽ có một tình huống đá phạt góc dành cho đội bóng La Phong. Và người thực hiện đó là Duy Quang. Có lẽ là có một tình huống kê chân của Văn Sơn và có tình huống đá phạt. Những cơ hội hiếm hoi cuối cùng của La Quyết. Vừa rồi bóng đá chạm tay của Xuân Thắng. Và những giây phút rất hồi hộp đối với cả hai bên và đặc biệt là với La Phong. Phản công dành cho La Quyết, đây là Minh Chiến. Đây là Duy Quang. Tình huống dứt điểm từ xa của Duy Quang. Trận sau đá hơi tối, trận này đen này. Trận sau là đen nữa, tối đấy. Đá muộn quá. Tình huống đá biên lên dành cho đội bóng La Phong. Ở lúc này thì các cầu thủ La Quyết đang dồn lên hết cả đội hình. Những ném bóng rất mạnh của Minh Nhật. Chúng đá biên của Minh Chiến. Như vậy trọng tài Quốc Trung đã nổi còi chấm dứt trận thi đấu bán